chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Lũ kinh hoàng đe dọa lũ lụt trên khắp Trung Quốc, cảnh báo trận đại hồng thủy năm 2020 lại còn phải đối diện với sự bùng phát của Covid-19. Trung Quốc vẫn tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kể từ đầu tuần này, gây nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh dọc theo lưu vực sông Trường Giang. Các cơn mưa lớn dự kiến vẫn diễn ra tại các tỉnh thành như Trung Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết, một số khu vực sẽ có lượng mưa lên tới 180 mm trong ngày kèm gió lớn. Lũ lụt dọc theo lưu vực Trường Giang và các con sông lớn khác đã khiến hơn 2 triệu người phải di rời nhà cửa, ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người khác. Nhiều vùng của Trung Quốc, từ các tỉnh vùng miền cao, từ Xuyên và Cam Túc, ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục trong 2 tháng qua, khiến mực nước của nhiều con sông tại các khu vực này dâng cao tới mức nguy hiểm. Tại Hồ Thái Hồ, nằm giữa ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã đạt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bộ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, Mực nước cao trên sông Trường Giang, sông Hoài và Thái Hồ liên tục được duy trì trong thời gian dài, gây áp lực ngay càng lớn cho hệ thống phòng thủ lũ lụt của Trung Quốc. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, vốn chịu trách nhiệm về lưu vực con sông này, cũng đưa ra cảnh báo về việc mực nước tăng nhanh ở thượng nguồn và trong hồ chứa Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc cho biết, lưu lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt 60.000 m3 mỗi giây, một trong những tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận. Đập Tam Hiệp bắc qua con sông dài nhất châu Á được xây dựng chủ yếu để với mục đích làm đập thủy điện, nhưng chính phủ Trung Quốc cho biết con đập này giúp ngăn ngừa thảm họa lũ lụt. Tuần trước, chính quyền tỉnh An Huy đã phải nổ tung một phần của con đập trên sông Chu để giảm mực nước lũ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, kể từ tháng 7, lũ lụt ảnh hưởng đến 23,8 triệu người tại 24 tỉnh trên toàn Trung Quốc, tổng cộng có 31 người được báo cáo mất tích hoặc đã chết, hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Tối 26 tháng 7, CGTN dẫn thông báo từ cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục can quét qua nhiều nơi ở phía nam Trung Quốc. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai ứng phó khẩn cấp, cấp 2, cấp cao thứ hai trong hệ thống ứng phó lũ lụt của nước này đối với lưu vực sông Dương Tử. Mưa lớn dự báo tiếp tục đe dọa nhiều vùng ở Trung Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. SMP dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Trung tâm cảnh báo lượng mưa hàng ngày ở nhiều khu vực dự kiến lên tới 180mm. Lượng mưa ở một số khu vực có khả năng lên tới 70mm mỗi giờ, kèm theo rông bão và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý. Lũ lụt tăng cường dọc sông Dương Tử và các con sông lớn khác ở Trung Quốc khiến hơn 2 triệu người sơ tán, hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Nhiều vùng của Trung Quốc từ các tỉnh phía Tây Nam như Tứ Xuyên cho tới Cam Túc, cách xa hơn 1.000 km về phía Bắc, mưa lớn đã xảy ra trong 2 tháng qua. Nước của nhiều con sông ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã lên tới mức nguy hiểm. Mực nước cao trên sông Dương Tử, sông Hoài, Thái Hồ diễn ra trong thời gian dài và có sức ép ngày càng gia tăng với phòng chống lũ lụt, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. Hải Hồ là hồ lớn ở biên giới giữa tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá ngưỡng an toàn trong 9 ngày liên tục, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp tăng nhanh khi các nhánh thượng lưu sông Trường Giang hứng chịu đợt lũ thứ ba kể từ đầu năm tới nay. Cơ quan Thủy lợi cho biết, lượng nước này chảy vào hồ Tam Hiệp sẽ lên tới 60.000 m3 mỗi giây. Một trong những vận tốc dòng chảy vào đập nhanh nhất từng được ghi nhận. Từ 14 giờ chiều 26 tháng 7, hồ chứa ghi nhận lưu lượng dòng chảy tới 50.000 m khối trên giây, mức 60.000 m khối mỗi giây được ước tính xảy ra vào tối cùng ngày. Người dân sống dọc bờ sông Trường Giang đã được khuyến cáo sơ tán, tránh xa khu vực bờ sông. Trường Giang đón trận lũ thứ hai trên sông hôm 19 tháng 7 khiến nước lũ đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, với lưu lượng đạt đỉnh 61.000 m khối một giây trong ngày 18 tháng 7, giảm xuống còn 46.000 m khối một giây vào 20 giờ ngày 19 tháng 7. Trong thời gian trên, mực nước trong hồ chứa đạt 164,18 m, mức cao kỷ lục kể từ khi đập được xây dựng. Mực nước cao nhất từng được ghi nhận trước đó tại hồ chứa là 163,11 m. Thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc đã phát cảnh báo khẩn từ sáng 26 tháng 7 và chính quyền địa phương đã sơ tán người dân dọc sông Quang Run do lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn tối 25 tháng 7 đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Toàn huyện ngập trong nước lũ khi lượng mưa đạt gần 180 mm, buộc chính quyền địa phương sáng nay nâng phản ứng khẩn cấp với lũ từ mức thứ hai lên mức cao nhất trong thang 4 cấp. Chính quyền huyện Kiến Thủy cho biết lượng mưa tại nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể lên tới hơn 560 mm. Tuần trước, Trung Quốc đã phải cho nổ tung một con đập trên sông Chu, Chu River ở tỉnh An Huy để thoát nước lũ. Lũ lụt ảnh hưởng tới 23,8 triệu người ở 24 tỉnh thành khắp Trung Quốc, tổng số 31 người chết hoặc mất tích, hơn 2 triệu người sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên 64,4 tỷ nhân dân tệ, tức 9 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, giải mây mai vũ gây mưa vào mùa hè hàng năm đã đến sớm hơn trong năm nay. Đổ bộ khu vực phía Nam Trung Quốc sớm hơn dự kiến, liên tiếp trong thời gian dài, dẫn đến mực nước của nhiều con sông dâng cao đáng báo động. Liu Junjian, một nhà vận động của Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace nói, năm nay lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đến sớm hơn, nghiêm trọng hơn. Lũ lụt tàn khốc mà chúng ta đã thấy phù hợp với sự gia tăng của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra. Cơ quan Di sản Văn hóa Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo để ngăn chặn thiệt hại trên quy mô lớn mà các bức tường thành cổ và các tòa nhà và các địa điểm tự nhiên phải gánh chịu vì lũ lụt, tìm kiếm một kế hoạch mạnh mẽ để bảo vệ chúng. Tian Lin, giáo sư kiến trúc cổ tại Đại học Xây dựng và Kiến trúc Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn Cầu, Đối với các di tích văn hóa cổ, không thể tránh khỏi việc chúng bị phá hủy một cách có chú ý bởi các hoạt động của con người hoặc bởi các thảm họa tự nhiên như lũ lụt hoặc động đất. Cảnh báo trận đại hồng thủy năm 2020 Sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ ba trong năm, Trung Quốc cảnh báo một trận đại hồng thủy mới có thể xảy ra. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các nỗ lực lớn hơn để đảm bảo an toàn kiểm soát lũ khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ ba trong năm trong 3 ngày tới, mưa lớn và rông bão dự kiến diễn ra ở một số khu vực phía Tây Nam Trung Quốc và lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài cùng các khu vực khác, Tân Hoài Xã đưa tin. Hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến sẽ hứng dòng chảy khoảng 60.000 mét khối mỗi giây vào ngày 28 tháng 7 theo Bộ Thủy lợi. Ông Yi Jinping, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi cho biết, cần nỗ lực để tăng cường sản lũ ở sông Hoài, giảm mực nước hồ Hồng Trạch, một trong năm hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tô và chuẩn bị cho trận đại hồng thủy có thể xảy ra. Ông E Jinping cảnh báo về các đợt lở đất, lở bùn có thể xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm Nội Mông và Hà Bắc. Đồng thời kêu gọi thực hiện mục tiêu và các biện pháp phòng chống mưa lớn cho khu vực. Tại Trung Khánh, những cơn mưa đã trút xuống kể từ ngày 25 tháng 7, khiến một người chết, hai người mất tích, cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho biết hôm 26 tháng 7. Lượng mưa lớn đã tấn công hầu hết các khu vực của thành phố, ảnh hưởng đến hơn 95.000 cư dân. Lượng mưa tối đa hàng ngày là 197,5mm tại làng Long Sơn thuộc quận Nam Xuyên. Mưa khiến mức nước bốn con sông nhỏ và vừa vượt trên mức cảnh báo, gây ra trận lở đất ở quận Vũ Long và tạo ra một hồ chắn, khiến người dân ở Hạ Lưu phải sơ tán khẩn cấp. Đến 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7, khoảng 2.727 người được sơ tán, hơn 300 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 147,27 triệu nhân dân tệ, khoảng 21 triệu đô la Mỹ. Con đường dẫn đến sân bay ở quận Vạn Châu phía tây nam thành phố Trung Khánh đã bị chặn bởi một trận lở đất. Vụ sạt lở trên con đường duy nhất dẫn đến sân bay khiến khoảng 1.500 hành khách mắc kẹt tại sân bay. Đội cứu hộ khẩn cấp địa phương đã dọn sạch lối đi tạm thời 300m để sơ tán các hành khách mắc kẹt, con đường đang được sửa chữa vội vàng. Trung Quốc hôm ngày 26 tháng 7 phân bổ thêm nguồn cung cấp khẩn cấp cho tỉnh An Huy để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, Bộ Quản lý khẩn cấp cho biết. Tổng cộng có 1,35 triệu túi dệt, 1,2 triệu mét vuông vải dệt, 130.000 mét vuông vải địa kỹ thuật cùng với các vật tư khác để cứu trợ lũ lụt được phân bổ cho tỉnh. Trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn dự kiến đổ xuống trung khánh Quý Châu và vùng trung lưu, hạ lưu của sông Dương Tử và tình hình kiểm soát lũ vẫn ảm đạm và phức tạp theo cục khí tượng. Cho đến nay, tổng cộng 37.777 người mắc kẹt trong lũ lụt đã được giải cứu và hơn 107.000 người đã được các đội cứu hộ sơ tán. Bất ngờ có ca nhiễm sau 111 ngày, thành phố Trung Quốc gấp rút xét nghiệm 6 triệu dân. Một người đàn ông làm việc tại một công ty hải sản ở Đại Liên bất ngờ đã mắc COVID-19, kết thúc 111 ngày không có ca nhiễm tại thành phố này. Cả thành phố bước vào trạng thái thời chiến, gấp rút xét nghiệm hơn 6 triệu dân. Đầu ngày 27 tháng 7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho hay, Trung Quốc đã lục ghi nhận thêm 61 ca bệnh COVID-19, trong đó có 4 ca nhập khẩu và 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 24 giờ trước đó. Trong số 57 ca nhiễm trong cộng đồng, có 41 ca được ghi nhận ở khu tự trị Tân Cương, 14 ca ở tỉnh Liêu Ninh, 2 ca ở tỉnh Cát Lâm. Ngoài Tân Cương, các khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc đang gấp rút dập dịch, trong đó đáng chú ý là tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh. Theo Hoàn Cầu Thời báo, chính quyền Đại Liên hôm 26 tháng 7 thông báo xét nghiệm tổng cộng hơn 6 triệu dân của thành phố này để tìm ra các ca nhiễm và những trường hợp mang virus thầm lặng không có triệu chứng. Thành phố này đã ghi nhận 12 ca nhiễm mới trong 25 tháng 7. Toàn bộ số ca nhiễm này liên quan tới một công ty hải sản ở quận Cam, tỉnh Tử, nơi đợt bùng phát mới lần đầu tiên được phát hiện. Ổ dịch mới ở Đại Liên đã lan sang ít nhất 7 thành phố ở 4 tỉnh, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Phúc Kiến. Ông Mã Hiểu Vĩ, giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã thúc giục chính quyền Đại Liên xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân trong phố trong vòng 4 ngày với tất cả chi phí do chính quyền lo, tận dụng tối đa các nguồn lực y tế ở Đại Liên cùng các thành phố lân cận. Ông Mã đã dẫn đầu một đội chuyên gia tới Đại Liên để chỉ đạo công tác dập dịch. Ông cho biết, tình hình bệnh dịch trong thành phố hiện ở giai đoạn đầu phát triển và đang ở thời điểm then chốt để thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm soát. Liu Xingyu, một cư dân tại quận Cam, tỉnh Tử hôm 26 tháng 7 cho biết, các nhân viên cộng đồng đã bắt đầu gửi tin nhắn, gõ cửa từng nhà để thông báo cho người dân về việc xét nghiệm. Chính quyền Đại Liên đã phải tăng cường các biện pháp chống dịch kể từ lúc đợt bùng phát bắt đầu ở thành phố hôm ngày 22 tháng 7, khi một người đàn ông làm việc tại một công ty hải sản dương tính với virus corona chủng mới. Điều đó cũng đã phá vỡ thành tích không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào ở thành phố này trong vòng 111 ngày. Hôm 24 tháng 7, thành phố bước vào trạng thái thời chiến, đại liên đóng cửa một nhà ga, nơi bệnh nhân đầu tiên đi lại mỗi ngày giữa nơi ông ở và công ty làm việc. Chính quyền địa phương nói rằng người dân không nên rời thành phố nếu không cần thiết. Đầu tiên là ở chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán, sau đó tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, giờ là bệnh nhân làm việc ở một công ty hải sản. Điều đó nhắc nhở chúng ta về nguy cơ liên quan tới những sản phẩm trong chuỗi cung ứng lạnh và chúng có thể làm lây lan COVID-19 dễ dàng ra sao ông Vương Quảng Phát, một chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu tại đệ nhất y viện thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc lưu. Chúng mình tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngành đến từ chúng mình nhé.